Xin chào anh em, cuối cùng thì mình cũng trải nghiệm đủ sâu và đủ lâu. Sao chết là sâu và lâu nhỉ? Ở đây, chắc là chị em thích những người trải nghiệm sâu và lâu đúng không? Cái chiếc iPhone 12 Pro này để có thể chia sẻ cho các bạn. Tiêu đề của video này sẽ là iPhone 12 Pro, những điều hơi hơi bất ngờ. Cái chiếc iPhone 12 Pro này khi ra mắt nó cũng nhận được tương đối những cái ý kiến trái chiều. Tất nhiên bởi vì lúc đó chúng ta chưa có được cái máy trên tay, chúng ta mới chỉ xem vào những cái thông số này, ở những cái bài benchmark được lộ ra hay là một số những cái footage mà chính Apple họ quay vào. Nhưng mà tất cả mình nghĩ rằng sẽ phải thay đổi khi các bạn được trải nghiệm cái bộ máy này. Và mình thì rất may mắn được trải nghiệm bộ máy này rất sớm. Cảm ơn Cellphone S đã gửi cho mình cái chiếc iPhone 12 Pro ngay khi nó vừa mới về Việt Nam. Các bạn quan tâm, click vào link ở dưới phần mô tả video để tham khảo mức giá tốt nhất cho những chiếc iPhone 12 Series VNA đang nhận đặt hàng trước tại Cellphone S. Cái chiếc 12 Pro này thì tùy theo timeline sẽ có mức giá đang rất tốt dần đều rồi nhé. Tất nhiên là có cả những chương trình như là giảm 1 triệu khi các bạn thanh toán qua thẻ hoặc là giảm 1 triệu khi các bạn lên đời. Đó. Rồi, quay trở lại với chiếc iPhone 12 Pro này. Có một số những cái điều nho nhỏ mà có lẽ ít người nói cho các bạn. Ví dụ như là về phụ kiện của nó đi. Khi ra mắt thì cái chiếc iPhone 12 Pro, thực ra là iPhone 12 Series được giới thiệu cùng với cả một cái bộ sạc MagSafe. Nhìn nó rất là tương lai. Khi mình nhìn thấy cái sạc đấy, mình nghĩ ngay đến một cái chiếc iPhone 13 hoặc là 14 gì đó nó sẽ không có cổng. Cái tin đồn mà iPhone loại bỏ cái cổng kết nối chúng ta đã có từ lâu rồi. Và khi mà Apple bỏ cục sạc ra khỏi hộp này, chỉ tặng kèm một cái dây nối, xong rồi lại còn cho thêm chúng ta một cái phụ kiện bán rời, đó là MagSafe, thì mình đã bắt đầu nhìn thấy một cái tương lai khi mà iPhone không có cổng đó sắp xảy ra rồi. Phụ kiện này thực ra rất là hay trên mặt lý thuyết các anh em ạ, đó là nó sẽ hít vào lưng luôn luôn ở đây, nó đủ mạnh để giữ cái điện thoại ở đây cho chúng ta không bị rơi nếu các bạn cầm lên như thế này. Ngoài ra thì nó cũng loại bỏ được cái vấn đề ngày xưa là ví dụ các bạn dùng những cái ốp giày này, hay là các bạn có gắn những cái ví mà gắn cả thẻ điện tử hay là những cái rắc hút ở sau lưng mặt lưng á, thì nó thường là nó sẽ có cái ốp hay là 500 nó dính vào lưng, thì sau đó chúng ta không dùng cái sạc không dây được đúng không? Thì bây giờ rất đơn giản, Apple cũng cung cấp luôn cho chúng ta những cái ốp lưng hay là những cái ví gắn thẻ ở ngay sau mặt lưng. Nói chung là về mặt lý thuyết hay là về mặt quảng cáo nhìn nó rất tuyệt vời, nhưng mà cho đến trải nghiệm thực tế thì sao? Cái trải nghiệm cầm nắm của nó vẫn rất tốt. Nó chạy một cái dây ngang như thế này khi các bạn cầm. Các cái thứ trải nghiệm thoải mái chơi game rất tuyệt vời, không bị cấn, không bị vướng. Mỗi tội là nó là cái sạc nhưng mà không sạc được pin. Nghe nó rất là trí trá nhưng mà anh em có thể qua kênh Thành thử xem lại. Mình đã test cũng tương đối nhanh thôi. Mình đã test trong một số điều kiện như là bật wifi này, hay là như tắt wifi mình ra vùng sang cái sóng data ở trên cái chiếc máy này ấy. Thì pin của nó sau khoảng 25 phút chơi game không hề tăng, từ 41% tụt xuống 40%, xong lại lên 42%, xong lại tụt xuống 41%. Qua một số những cái bài test khác ở các forum hay các trang báo khác, mình nhận thấy rằng cái điều này không phải là lỗi của cái chiếc iPhone 12 Pro mình phiên bản mình cầm trên tay, mà đây là cái vấn đề chung của những chiếc iPhone 12 Series khi mà các bạn gắn sạc MagSafe. Đấy là vừa sạc mà vừa dùng cho các tơ vụ nặng, nó sẽ sạc dòng rất là chậm để đảm bảo an toàn cho viên pin, đảm bảo nhiệt độ nó không tăng quá cao, hay là đảm bảo hiệu năng tốt, vân vân và vân vân. Nhưng mà về cơ bản, vừa sạc vừa dùng nặng là không sạc được, chỉ có gọi là giữ pin không tụt thôi. Đấy, đấy là một cái vấn đề về phụ kiện đi kèm iPhone 12 rất là hay. Một cái vấn đề khác đấy chính là cái màn hình của máy. Kích thước của nó là 6.1 inch. Tuy nhiên anh em lưu ý, mình đang dán ở đây cái dán màn hình của iPhone 11 luôn đây này, và nó hơi bị thay đổi về cái mặt là tỷ lệ một chút, hoặc là cái phần kích thước của nó hơi có khác biệt một chút ở khung viền. Do đó chúng ta sẽ hơi bị cấn một tí ở trên loa nếu các bạn cố dùng những cái miếng dán của iPhone 11 hay iPhone XR thế hệ trước. Dán nhìn qua thì có vẻ là vừa, nhưng khi các bạn lắp ốp vào các bạn sẽ thấy là nó hơi cấn ở các phần viền, và nói chung là các bạn không thể dùng lại những cái dán màn hình của thế hệ trước đâu. Ngoài ra thì ở đây mình đang có một chiếc ốp Gear 4 cũng bên Cellphone S gửi ra, thì các bạn cũng có thể tham khảo những cái ốp phụ kiện mới dành cho iPhone 12 chính hãng. Nói chung là đấy, một khi các bạn mua máy phải mua một cái dán màn hình và một cái ốp mới thì nó mới vừa, chứ không thiết kế mới này không dùng lại được những cái ốp cũ hay là những cái dán màn hình cũ đâu. Đi vào sâu hơn bên trong, con chip A14 các bạn ạ, đến tận bây giờ là một tuần mình cầm cái máy này rồi, A14 vẫn chưa tối ưu. Thậm chí là đấy, mình làm cái test sạc MagSafe chơi game ạ, cái tựa game LOL Wild Rift rất là nhẹ nhàng, lúc đầu 60 fps, một lúc sau nó vẫn tụt xuống khoảng 30 đến 34 35 fps là bình thường. Chưa kể đến những cái tựa game nặng hơn kiểu Genshin Impact hay là Honkai Impact, vân vân và vân vân. Do đó thì mình vẫn cứ phải hẹn các bạn một cái video nào đó mà khi cái chiếc máy này nó tối ưu lại đã, hoặc ít nhất là nếu mà không được thì khoảng một tuần nữa mình sẽ đánh giá chi tiết hiệu năng của nó. Nhưng mà hiện tại thì hiệu năng của nó trong các tơ vụ cơ bản mình xin khẳng định quá nhanh và quá mượt mà. Màn hình thì không có 120Hz, nhưng mà tất cả những cái hiệu ứng chuyển cảnh mình nghĩ là reviewer nào cũng sẽ đồng ý với mình thôi, đây là iOS làm rất tốt. Nhưng cũng có một điểm mình nhận ra nó chưa tốt, đó chính là trong camera.
cái ứng dụng camera này đôi khi nó lag các bạn ạ, nó khiến cho mình rất là khó chịu. Có thể là do cái máy này có 3 camera này, có cả cái cảm biến LiDAR này, rồi hỗ trợ cả quay video HDR gì đấy, không biết. Nhưng mà rất thường xuyên khi mình chuyển camera đấy, hoặc là mình ấn chuyển giữa các camera, hay mình ấn quay, mình ấn dừng, xong nó phải xử lý một lúc và mình vuốt ngang sang các chế độ khác, chân zoom pano ấy. Và mình đã gặp khoảng 3 lần rồi trong gần một tuần vừa qua mình trải nghiệm. Đấy là cái app camera này nó đen thui, nó như kiểu là các bạn thay thế cái phần cứng của bên thứ ba và Apple không hỗ trợ ấy, đúng rồi, nó đóng băng, nó đen thui luôn. Đó, thì đó là một cái vấn đề về trải nghiệm phần mềm. Cái thứ hai, mình không biết đây có phải lỗi hay không, nhưng mà các bạn có thể comment ở bên dưới với những bạn đang dùng iPhone. Bây giờ mình sẽ dùng cái ứng dụng điện thoại nhá, mình gọi thử cho một số lạ nào đấy đi, gạo. Đấy, mình ấn vào nút gọi này, nó không gọi được. Các bạn lưu ý là máy này mình đã cập nhật lên iOS mới nhất 14.1, mình đã có reset vài lần trong những ngày vừa qua rồi. Vừa rồi trước khi quay video mình đã reset, ấn gọi. Đấy, sau khi gõ liên tục thì nó gọi được. Hoặc là mình giữ ra, nó hiện ra những cái tùy chọn điện thoại, ấn vào điện thoại nó cũng, đấy, nó rõ ràng là nó nhận cái cảm ứng của mình rồi. Nó hiện là cái nút đấy nó tối đi, tức là nó có cảm ứng rồi nhưng mà không gọi được. Mình phải buộc ấn vào cái nút điện thoại này thì nó mới gọi. Đấy là một cái trải nghiệm cũng hơi bị khó chịu của mình. Còn những cái việc crash app hay là lỗi app vân vân và vân vân thì mình gặp ít hơn với cái phiên bản iOS 13 rồi. Cho nên là mình sẽ không coi đây là một cái vấn đề lớn. Nhưng mà đấy, nó vẫn có những cái lỗi nó hơi nho nhỏ một chút, đặc biệt là phần quay video mình hơi khó chịu. Rồi, thì đó là về thiết kế cũng như là cái phần cứng và cái trải nghiệm của mình với cái chiếc máy này. Cấu hình thì rất là max build, trải nghiệm cơ bản rất là tuyệt vời, nhưng mà app thì vẫn chưa tối ưu và đôi khi thì vẫn còn bị lỗi. Cuối cùng là một cái điểm mà anh em cũng hay tranh cãi khi mà cái chiếc máy này được ra mắt. Pin của nó dung lượng là 2815 mAh, cái con số lúc nào Apple cũng cho những con số rất lẻ nhỉ. Nó thấp hơn dung lượng pin ở trên iPhone 11 Pro và tất nhiên là thấp hơn cái 3996 các thứ ở trên iPhone 11 Pro Max rồi. Tuy nhiên trong khoảng 5 ngày vừa qua mình trải nghiệm thì các bạn thấy này, ngày nào mình cũng dùng nó khoảng 5 đến 6 tiếng và nó luôn luôn on screen được khoảng gần đấy thời gian với cái mức pin của nó là 100%, đôi khi là nó nhảy lên được 7 tiếng. Và các bạn nhìn những cái ứng dụng mình sử dụng ấy, có Wild Rift là chơi game, có Facebook, Messenger, Instagram, nghĩa là các ứng dụng nền tảng mạng xã hội rất nhiều, có dùng cả YouTube, rồi có cả camera. Đây, cá biệt có cái ngày mình quay camera nó tốn đến 37% pin, bởi vì hôm đấy mình chỉ quay video toàn 4K HDR các thứ để test cho anh em, nó tốn 37% pin, nhưng mà nó vẫn on screen được khoảng 4 giờ 50 phút, và lúc đấy thì nó mới dùng khoảng 90% pin của cái chiếc máy này thôi. Tức là cái thời gian sử dụng thực tế trên cái trải nghiệm của mình nghĩ rằng các bạn cũng sẽ trải nghiệm như mình, thì nó hoàn toàn là thoải mái nếu các bạn dùng gọi là nhẹ nhàng trong một ngày. Cái máy này thì cũng hỗ trợ sạc nhanh 20W, và các bạn lưu ý là có thể dùng ngược lại với những cái cục sạc 18W của thế hệ trước nhá. Đừng nghe Apple ông ấy chí chá thôi. Đấy là cái chiếc điện thoại của các bạn có thể không hỗ trợ sạc nhanh tối đa nếu mà không dùng cục sạc 20W. Nhưng mà định nghĩa sạc nhanh của Apple phải là 20W cơ. Còn sạc 18W thì không phải là sạc nhanh. Đấy, nói chung là cũng hơi chí chá một chút ở cái từ này. Rồi, thì đó là ba cái điểm mình muốn nói với các bạn, những cái điều nho nhỏ một chút về cái chiếc iPhone 12 Pro mà mình trải nghiệm trong 5 ngày vừa qua. Mình muốn test nhất là muốn test hiệu năng của nó thì chưa thể test được. Mình muốn test thứ hai là muốn test pin, thì chắc ngày mai mình sẽ mang nó đi chơi xong rồi mình test chi tiết một bài hẳn cho anh em. Có những cái điểm rất là nhỏ như là về thiết kế hay phụ kiện á, anh em không dùng được lại ốp giá màn hình này, sạc MagSafe anh em mua sạc không dây thôi, đừng mua sạc MagSafe của Apple làm gì này. Đấy, tôi nói nhỏ thôi vì sợ Apple hack kênh xong rồi đánh bản quyền kênh tôi, cho nên là phải nói nhỏ thôi. Anh em cứ bình tĩnh nhé. Đấy, rồi. Hay là anh em hoàn toàn có thể dùng lại sạc nhanh để cũ, hay là anh em nếu mà dùng camera hay ứng dụng mà nó crash một phát ấy, thì đấy cũng là bình thường thôi. Bởi vì mình cũng đang gặp đây. Đây các bạn ạ, vẫn là chiếc iPhone 12 Pro đó. Mình đang lắp ốp dùng bình thường. Như đây, kéo xuống này. Mình đang tìm chữ ghi âm để bật ghi âm lên ấy. Thì nó, à bây giờ thì gõ được rồi. Nào, bây giờ thử bật chữ ghi âm nhé. Lạc. Không ấn được vào bất kỳ một cái kết quả nào luôn. Còn anh em có suy nghĩ gì khác để lại comment ở bên dưới. Tất nhiên ở cơ bản thì 5 ngày vừa qua mình rất là sướng với cái chiếc điện thoại này, và mình dùng nó rất nhiều bởi vì mình vừa mất điện thoại. Anh em đừng quên để lại một like và subscribe ủng hộ mình làm nhiều video để mua điện thoại mới. Đừng quên, nếu anh em cũng muốn mua điện thoại mới, tham khảo ngay link ở dưới phần mô tả video. Cellphone X đang nhận đặt hàng trước những mẫu iPhone 12 series hàng VNA chính hãng, không phải lo về mặt bảo hành, và mức giá thì luôn luôn là rất tốt. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Mất XR. Cáu thật.